Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trương Radio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục cập bến được một lô súp vãi của Đức nhá. Có thương hiệu là Eric. Với dòng súp Eric mã đợt này em về thì nó vẫn là được sấy một bát 50 từ 220 và cô 100. Một chiếc bên em tháo sẵn ra rồi. Này mời các bác xem nhá. Thiết kế cái bát của nó thì từ của từ nó quá đẹp nhá. Sắt lưới vẫn là trắng tinh và bộ xương của nó thì kinh khủng rồi. Đấy, các bác có thể chiêm ngưỡng trên màn hình nhá. À đây, súp bãi xịn nhá, và được sản xuất vào mùng 3 tháng 11 năm 2010. Những quả súp cách đây 10 11 năm rồi, nhưng về cái nội thất của nó vẫn còn quá đẹp nhá. Hàng nguyên mộc chưa vệ sinh nhá. Đấy, các bác nhìn cái màng của nó dày, dày và rất cứng nhá. Riêng súp màng càng dày càng cứng, đánh càng chắc. Các bác có thể nhìn thấy cổ keo này, cổ nhện của nó zin đét đẹp, đẹp nhá. Và cái lớp màng nhá, đặc biệt về lớp màng của cái đời Eric Bát 50 này. Lớp màng nó được phủ một lớp sơn chống nước luôn. Đây, mời các bác xem nhá. Em quay sát và gân lụa tầm dầu. Dòng gân này thì nó cực chắc, cực dày luôn. Đánh tiếng bát nó chắc lịch luôn. Và đặc biệt cái lớp rốn của dòng súp bát này, nó là rốn phủ lỉ nhá. Ui, rất cứng, rất chắc. Rốn này nó kinh khủng mà. Chắc không tạo ra đạp âm. Ngoài khi những bác nào mà thích dòng bát bát mặt nhá. Đây là súp Eric bát mặt. Đánh kinh khủng. Thùng tương đối gọi là vuông. Đây, em sẽ kéo về gạch nhá, về gạch để các bác được chiêm ngưỡng nhá. Đấy, gạch nhà. Nhà em là gạch 40 này. Kia nó cao khoảng 70 nhá. 70. Và ngang thì nó rơi vào khoảng 60. 60. Đấy. Cao 70 và rộng 60 và chiều sâu thì cũng tầm đó nha các bác nhá. Đấy, thiết kế của dòng súp này thì đấy, bông lót bông khung trắng chắc chắn lắm này, khung gỗ này đấy, chắc chắn vô cùng luôn, khung gỗ này. Và có cả lỗ cắm cọc nhá. Đấy, các bác có thể cắm một cái cọc này, các bác cắm một chiếc loa phun lên trên quả súp này cũng được. Thiết kế tuyệt vời. Và báo giá các bác những quả súp này thì bên em đang cung cấp tại cửa hàng có giá là 6 triệu thôi. Các bác có nhu cầu về những quả súp Eric Bát 50 từ 220 côn 100 này, hàng bãi xịn nhá, thì các bác cứ alo cho em qua hai số hotline 0963101338 hoặc là 0962355309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.